Dạ, Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu đã quay trở lại với kênh Ngọc Ngân Bến Tre. Thì Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị về cái trái mận hoàng yến. Thì trái mận hoàng yến của mình đó quý cô chú anh chị, màu đỏ tươi, rất là xinh xắn, rất là dễ thương luôn. Và nó có hình dạng giống như cái nón nha, nhìn bé bé xinh xinh như thế này nè. Cái loại này thì có vị ngọt ngọt chua chua, mình làm mứt thì nó rất là đẹp nè. Rồi mình có thể nấu nước uống nè, rồi mình có thể nấu canh chua thì đều ngon hết luôn á quý cô chú anh chị. Thì hiện tại Ngọc Ngân đang cung cấp một cây giống mận hoàng yến thì có giá là 120.000 đồng một cây. Chiều cao cây là 30 cm đó quý cô chú anh chị. Chiều cao cây là 30 cm, thì một cây như thế này thì có giá là 120.000. Thì khi quý cô chú anh chị lấy hai cây thì Ngọc Ngân sẽ bao ship. Thì 30 cm trở lên giống như cây này thì sẽ được 40 cm, thì tùy theo thời điểm quý cô chú anh chị lấy thì sẽ có chiều cao là từ 30 cho đến 40 cm. Thì quý cô chú anh chị ơi, ngoài mận hoàng yến ra thì Ngọc Ngân còn nhiều loại mận khác, thì quý cô chú anh chị cần loại nào thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân và đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân. Ngoài mận hoàng yến ra thì Ngọc Ngân còn nhiều loại cây giống cây trồng khác, thì quý cô chú anh chị cần loại nào thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân nhé. Mận hoàng yến trái quanh năm luôn á quý cô chú anh chị, và trái chùm chùm rất là đẹp.